Hiện tại, VinFast đang hợp tác với những tên tuổi top đầu châu Âu và Mỹ trong lĩnh vực ô tô như BMW, Bosch, Magnasti, Pininfarina. Các đối tác này có bề dày kinh nghiệm và công nghệ tốt nhất thế giới đã mang đến cho Lux A2.0 và Lux SA2.0 điểm ưu việt, bản sắc Việt, thiết kế Ý, kỹ thuật Đức, tiêu chuẩn quốc tế. Mẫu xe sedan Lux A2.0 và mẫu xe thể thao đa dụng SUV Lux SA2.0 sẽ chính thức ra mắt công chúng và giới chuyên môn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018 tại Paris Motor Show 2018. Bản thương mại của Lux A2.0 và Lux SA2.0 dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào quý 3 năm 2019. Và sau rất nhiều thông tin rò rỉ về thiết kế nội ngoại thất, thì vào 15 giờ 25 phút chiều ngày 2 tháng 10 năm 2018 giờ Việt Nam, VinFast sẽ chính thức ra mắt hai mẫu xe sedan và SUV tại triển lãm ô tô Paris Motor Show năm 2018. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và livestream trực tiếp trên website và fanpage của VinFast cùng hệ thống các kênh truyền thông uy tín. Các bạn cũng đừng quên theo dõi cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily và fanpage Auto Daily để cùng chúng tôi khám phá hai dòng xe đầu tiên của Việt Nam được ra mắt tại Paris Motor Show.